nhà đấy hiểu. Mà tới đây thì tổ tụt. Dạ dạ. Đây gì bỏ đâu. Bây giờ thiêu á, thiêu gì không? Xin chào các bác và tất cả cô chú anh chị ạ. Chúc các bác anh chị có một năm mới vui vẻ. Ngày hôm nay thì cháu riêng cũng có đi tìm thợ vào để nắp lắc nóng lạnh các bác ạ. Đây trong nhà tá thì có chú Hư thợ đang lắc hộ cái nóng lạnh. Cũng nhanh nhỉ chú Hư nhỉ? Nhanh lắm mà. Lịa xạ nó à? Thế nào? Ủa, xin xạ rồi. Chị lỗi. Chị chê. Không được rồi. Chị tớ hết. Chị tớ ăn thiệt tao rồi chỉ cho ta sợ hồng chị ăn sẵn ăn thiệt tao thỏ học học gì tù ăn thiệt tao rồi. Ở nhà này hắn nó trả được ta. Mà tính đi mua vít tiêu mà nhiều. Ừ. Thế đi mà tiệt trái lý nữa rồi.
Phụ tạ. Tao cho chạy nhanh hơn. Xuống lát rất là nhanh nhỉ. Từ đây chỉ cái được. Chỉ cần chỉ chưa nó được. Ừ. Nhất tí đó.
các bác ạ. Hiện tại thì cũng để giờ trưa rồi, các con thì cũng đi học về thì con đi không tranh thủ ở nó cơ trưa để chú Vương còn cơ trưa cùng ở gia đình cháu Vương xong thì sẽ lại lát mấy cái ống. Rồi. Chúa xin mời các bao. Nó mò vậy lòng. Nó mời các bác nữa. Ô chị mời. Cơm mà ăn cơm mà không? Chỉ muốn nở. Trong mùa hay nó mò. Ta, nó mò. Các bác ạ, hiện tại thì cháu Duy với chú Vư thì cũng vừa dòng cơ chưa xong thì di chuyển từ Sam Be chào ở dưới Bắc ấy, để lắc bên này trước thì lắc xong thì sẽ di chuyển lại ra ngoài để lắc ống. Thank you.
là nó tỉnh ra đấy. Chị 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 các bác bạn chào rồi bác thì chú Vư cũng lát xong rồi, bây giờ thì sẽ di chuyển ra bên nhà tá để lát cái ống ấy. Anh ấy lát xong tí đi vào trong nhà họ anh ấy lát cái tivi nhỉ chú Vư nhỉ. Chú Vư trước xây nhà bên nhà em cho này à, cả bên nhà hai ông bà đó nhà chú Vư này đó ba một to vậy đồ kia nữa đồ này nữa. Đó tờ soi á. Chuẩn nó đi. Sán ở sán lông. Nhất tỷ chứ. Nhất tỷ lúc này nè. Chị tỷ. Nhất tỷ lúc này. Chào bà đó. Hả? Ủa gì tao chào? Thank you.
các bác ạ, ngày hôm nay thì chú Vư cũng giam thì cũng lắc xong cái bàn bếp ga và cái chậu ở dưới bắc rồi, để di chuyển anh em cũng di chuyển sang bên nhà tá để lắc ống trước. Hôm nay thì sẽ cho cái tết lê để cái phần ở trên thì sẽ lát sau các bác ạ. Còn vợ cháu Dìa thì cũng đang múc cái bệ to xăm để cái bệ nước ba nhỏ ấy, để có rửa sạch cái bệ nước to để cháu Dìa có bơ cái tết ở bên dưới lên, để trong lúc chú Vư lát xong thì sẽ sạm nước che tết xuống dưới các bác ạ. Ngày hôm nay thì ống thì sẽ lát xong ngày hôm nay. Đấy. Mai thì chỉ cho tết le thôi. Và hiện tại thời lượng video cũng tương đối dài rồi các bác ạ. Cháu riêng xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào các bác và tất cả xin chào các bác và tất cả cô chú anh chị đã theo dõi nội dung video ngày hôm nay ạ. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ạ.